Các bạn, chào mừng tất cả bạn quay trở lại channel mình. Mình là Thanh TV đây. Năm mới vui vẻ các bạn nhé. Thì trước khi vào video, Thanh chúc tất cả các bạn nam và các bạn nữ chăm ngoan học giỏi, Tết năm nay thiếu thất, Tết năm nay là hạnh phúc nhá. Thôi, lâu rồi Thanh vẫn không ra video vì Thanh bị ốm các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi được xây cầu các bạn nhé. Ok, Thanh chơi được map 15 rồi nhưng mà Từ, Thanh sẽ chơi map từ đầu. Ok. Đây, nha các bạn nhé. Hôm nay Thanh sẽ phá đảo luôn con game xây cầu này. Không có nói nhỉ, level 1 không là nhầm nhò gì cả các bạn ạ. Đấy, không là nhầm nhò gì hết. Next, đến cái tiếp theo. Cái lần này nó là mới rồi. Cái này là cầu khác. Ủa rồi. Đây, mình nó cho mình cái hướng dẫn để mình xây ấy mà. À, nên làm hai cái level này. Mấy cái level đầu tiên dễ nhân kẹo nhỉ. Đây, xe tải này nó đi qua còi hai phát luôn, mỗi một chiếc xe luôn. Tiếp theo nha. Ok các bạn, ok cái cầu này được. Ok ha. Nhưng tự nhiên có cái gì ở đằng trước kia không biết được, nhưng như sợi dây sao ấy. Sợi dây. Ô tô tải đi qua. Thôi. Các bạn nói Thanh xin lỗi nhá, game này nhiều quảng cáo quá. Trời. Thế này có được không nhỉ? Thôi, cho xe tải nhiều rồi, lần này xe con đi. Đấy, quá được luôn các bạn ạ. Thế này game nó làm hộ mình. Này, Thanh sơn lại cho thành Thanh không thích người nào đấy. Trời ơi, các bạn luôn lâu lâu mới ra một cái clip. Nhưng mà nó cứ bắt mình kiểu như ấy. Đây, cái cầu này Thanh đang xây dở. Các bạn xây cùng Thanh, xem Thanh xây nhé. Dùng dây thép cho nào. Nối buộc hai này lại với nhau này. Từ từ, khoan. Sao mình không dùng gỗ nhỉ? Sao mình không thông minh lên một tí nhỉ? Không đơn giản đâu. Dùng dây thép đi, thử lại. Nối buộc giữa các cây cầu với nhau các bạn. Nối buộc giữa các cái này với nhau này. Bên dưới thì cái này chưa nhỉ? Chưa được đâu, nó bị sẽ bị hỏng. Chốt ở mấy cái bên dưới. Mấy cái bên dưới sẽ nối hết như này lại với nhau. Các bạn hiểu không? Đấy, nên này. Nên là không phải lo. Với cái trí khôn của Thanh TV thì không phải lo. Đấy. Cầu nó sập thế nào được đúng không? Nó vẫn sập à? Thế thì từ từ này. Mình cần phải cái này sẽ làm cái cột này. Thì mình sẽ buộc hết nó lại vào một cái cột đi. Thế là được rồi, không thể sập được. Đấy, đúng không? Đấy nên là mình sẽ cho ô tô đi. Vẫn sập à? Mình chi luôn. Cần trên này cần gì không nhỉ? Sắt đi. Cây cầu này đầu tư hơn 2 tỷ đấy. Rất nhiều sắt vào đây các bạn ạ, mình cần nối rất nhiều sắt vào đây. Mấy cái này vẫn bị à? Bây giờ Thanh sẽ dùng cái sợi dây thừng, Thanh nối nó vào. Đấy.
trên bị rơi. Cái trên thế này được rồi đấy. Được rồi, để anh xem lại. Nó là từ mấy cái dưới này. Bỏ mấy cái dưới đi. Cái gì đấy? Cái này mình phải dùng gỗ các bạn ạ. Cái này là trí khôn. Sao nó không vừa ý thanh thì vui ý thích nhở? Mình muốn nối hai cái dưới này với nhau này. Đây, được rồi. Đấy, lúc này thì bây giờ nó sẽ nối lên. Không được thì đúng không? Ừ, thì đây, hai cái này nối với nhau. Đấy, tưởng không sập mà sập không tưởng. Rồi, dùng cái dây này cố định. Cố định mà lại mấy cái thanh gỗ này sẽ là cố định cả hai đầu luôn các bạn ạ. Không phải cái đầu này đâu các bạn hiểu không đấy. Đi hỏng bây giờ ai đền tiền trời ạ. Trời ơi thiệt luôn đấy các bạn. Mình chưa thấy cái lần sập cầu nào nó như thế này hết ạ. Mà Thanh xin lỗi các bạn vì là Thanh khá là buồn các bạn ạ, bởi vì Tết năm nay Thanh cũng chẳng thể đăng cái clip bắn pháo hoa triệu view lên được cho bạn xem. Nối dây loằng ngoằng. Thế con bị à? Thanh sẽ bỏ hết mấy sợi dây này ra. Mấy không gỗ này. Nó quá. Thổi vào cái cục trụ bê tông thôi. Phá bỏ mấy này đi các bạn. Phải xây lại. Ô tô đi qua đây nó sẽ bị rơi xuống. Ô tô tải nhiều quá rồi này, cho ô tô con đi. Sửa chữa này. Trước tiên mình sẽ cần sắt các bạn. Gỗ này Thanh nên thích đường sắt hơn. Sau đó mình sẽ dùng gỗ được không? Đấy, mình lắp lại. Thanh mới thấy được một điều các bạn ạ. Nếu bây giờ mình cho này nó không có một chút trọng lượng nào thì nó sẽ không bị gãy đâu. Lỡ cứ thử đi, lỡ đâu qua được sao. Mong là qua được các bạn ạ.
Ui. Ui. Giữa cầu với ô tô. Qua được, qua được, qua được, qua được. Ok, mình quá là thông minh. Ôi chết rồi. Ok các bạn, mình dùng cái sợi dây, nhưng mình sẽ không dùng, mình sẽ dùng sắt. Các bạn hiểu không? Mình sẽ dùng sắt. Ok, mình sẽ dùng sắt. Chơi. Lập qua cái này thôi chứ sao nữa giờ. Thế này thì nó vẫn thử cho tôi đi qua xanh nhá các bạn nhá, xem nó có được không này. Nếu được xanh sẽ nhận, xanh sẽ rút ra được một bài học các bạn ạ. Nếu có được này, rút ra được một bài học, đó chính là chúng ta không cần làm quá cầu kỳ, chúng ta chỉ cần xây một cái đường ngang chặt chẽ là ô tô nó có thể đi được rồi. Trời, trời ơi, kênh của tôi mà sao mấy cái đấy nó cứ xuất hiện đấy nhỉ, sóc đĩa hay thứ ấy. Thử xem nó có. Và trước khi cho ô tô đi, ta cần test độ bền của gỗ. Đắt thử này. Cái này tôi không đi được. Mình cần một chút cái thanh gỗ này để mình làm như này các bạn. Mình biết làm như này thì sẽ không được, nhưng mà thôi đi, không sao hết ạ. Sẽ nó sẽ sập mà, nên mình sẽ dùng cái sợi dây. Buộc vào đây và hai cái này buộc vào nhau. Đấy, đấy mình cho xe tải đi qua luôn. Đúng không? Đấy, đúng là trí khôn của thanh TV ha. 9:05 rồi, đúng hơn là như thế rồi các bạn. Không biết giờ là các bạn muốn thức không? Nhà Thanh như đi ngủ rồi. Các bạn ơi, cái người đàn ông này muốn tự sát này, tự tu tu, nên Thanh sẽ cho người đàn ông ấy tu tu luôn. Thôi, kênh Thanh không cho xem về cái này đâu. Ha. Chưa ngày Tết Thanh chẳng đi đâu nhiều các bạn. Không phải Thanh lười. Bố mẹ Thanh DVD. Nói đúng hơn. Anh không cần rồi. Thu hồi lại mấy cái tất cả mấy cái sắt này. Nếu để không làm con đồ tù quả ra chẳng ngon ăn. Khả năng gãy là rất cao. Nó bảo báo động ở mức trung bình hay ít thì thôi. Cái này mức xanh nha. Cái vàng là cái này là ô tô mình cảm giác như này. Thôi chúng mày đừng có bước đầu nữa nhá. Chờ sao đến cuối đích. Xe. Mình rút ra được thêm một bài học. Đó chính là xe mất 20 à. Từ từ. Như hết game rồi. Hay sao ấy nhở?
Hết game à? Hết game, hết game vậy thôi. Hết game thì thôi. Thanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video sau. Và chúc các bạn có một cái Tết thật là vui vẻ. Tạm biệt các bạn.